Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục lên clip để phục vụ cho chú bác gần xa ha. Thì anh em xem món nào mà phù hợp với công việc và ý thích của mình thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 036 365 5784 để mình chốt hàng ha anh em. Và anh em lưu ý giùm em, bên em sẽ giao hàng bằng COD, khi nào mình nhận hàng được thì mình thanh toán tiền nha anh em. Và anh em xem khi nào mà đúng hàng như trên clip mình đã đặt á, thì mình thanh toán tiền giùm em ha. Đó. Và cũng có một số sản phẩm thì em cũng bao ship cho anh em ha. Anh em lưu ý cái mã nào em bao ship là em sẽ nói cho anh em nghe ha. Rồi em quay sơ lược cho anh em xem từng món chi tiết, rồi em sẽ vô cho anh em xem chi tiết ha, sơ lược cái đi ha anh em ha. Đó, thì hôm nay em về được 24 số nha anh em ha, dao kìm cưa kéo. Đó, có eto ha, đặc biệt là một con mỏ lết găng ha của Mỹ ha, to cắt ton của Mỹ, và một có một con mỏ lết của Thụy Điển đó nha anh em. Đó, rồi em vô chi tiết từng món nha. Rồi đầu tiên mã số 1 ha. Đó, mã số 1 em bán giá là 280.000 nha mọi người ha. Là một con dao nha. Con dao full hộp nha mọi người ha. Dạ. Đó, hiệu Seki. In da băng nha. Nè anh em thấy ha, nè. Nè, da băng ha. Chữ rất là nổi ha, hoa văn rất là đẹp nha anh em ha. Nè, khâu bằng inox nè, cán gỗ ha, rất là đẹp nha. Thì cái dao nó dài, cái lưỡi nó là 21 nha anh em, luôn cái cán thì nó là 33 ha. Luôn cái cán nó là 33. Cái bản dao cô giữa con dao là 4/2 nha anh em. Đó. Rồi mã số 1 em bán với giá là giá là 280.000 ha. Anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship nha. Tiếp theo mã số 2 là một cây kéo cắt cành ha, thép đúc nguyên khối nha anh em. Em bán giá là 350 nha, chuyển khoản em bao ship luôn. Đó, có chữ nè. Đó, chốt đồng nè ha. Nè, bên đây cũng có chữ nè ha. Đó, chữ nè, chữ nè. Phần lưỡi thì còn ngon lành ha, chưa có mẻ ha, và kích ra nha anh em. Rất là dày dặn ha. Để em lấy nét cho anh em xem nha. Đó, còn hoạt động bình thường ha mọi người ha. Nè, anh em thấy cái lưỡi nè ha. Chiều dài nó là 20 nha anh em. Thì nó bị mắc cái đầu phá cái lưỡi này nè anh em ha. Thì em sẽ tặng cho em anh em một cái miếng da nè, về anh em mình chế cháo gì lại giùm em ha. Do em không có thiết bị và dụng cụ chế, anh em nào có thì chế giùm em ha. Đó, phần lưỡi nè anh em ha, chưa có mẻ nha. Đó. Ngoại hình đây ha. Hoạt động bình thường nha anh em. Đó, rồi mã số 2 em bán với giá là 350.000 ha. Anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship. Đó. Dài là 20 nha anh em, chữ quá trời luôn ha. Đó, chốt bằng ốc bằng đồng luôn. Rồi mã số 2 350.000. Tiếp theo, mã số 3 ha. 370.000 là một cây kéo cắt ton cộng lực nha anh em. Đó, thì cây này là của USA nè ha. Đó, USA nè. Đây anh em thấy ha, USA nha. Cháo quá anh em ha. Thì cái này của Mỹ nha anh em ha. Ngoại hình thì còn khá nha. Nè. Để em lấy nét cho anh em xem ha. Nè ha, anh em thấy ha, nè của USA nha anh em. Đó, USA đây nè ha. Còn lưỡi thì nó rất là ngon lành ha, chống trượt luôn nè anh em ha. Đó. Còn phá lưỡi đâu đàng hoàng nha. Thì cây này nó có chiều dài là 24,5 nha anh em. Đặc biệt ha, nó có cái đầu này nè, nó hết 500 nha anh em ha. Rồi, mã số 3 370.000, anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship luôn. Tiếp theo mã số 4 là một cây mỏ lết của Thụy Điển nha anh em ha. Nè. Thụy Điển nha. Martin Wildan. Ngoại hình đây. 210.000 chuyển khoản bao ship luôn ha. Đó. Ngoại hình ha. Xây 200 nha anh em, ba cầu nè. Wildan. Hoạt động bình thường. Thép đen luôn ha. Đó, còn hoạt động bình thường nha anh em.
Rồi, mã số 4 em bán giá là 210.000 ha. Tiếp theo mã số 5 là một cây dũa hợp kim nha anh em, 100.000 ha. Đó, ngoại hình của nó đây ha. Cán còn rất là mới. Dũa hợp kim kim cương nè, cái bản nó là hai phân nha anh em ha. Cái lưỡi nó dài là một tấc ha, luôn cái cán thì nó là 21 nha anh em ha, dũa hợp kim ha. Đó, dũa này là dũa rất là ăn nha. Rồi, mã số 5 em bán giá là 100.000 nha anh em. Tiếp theo mã số 6 cũng là 100.000 luôn ha, là một cây mổ lết thép đen nha anh em. 100.000 ha. Cây này xây 150 nha anh em. Ngoại hình của nó đây. Nè, nó có cái logo này ha, không có chữ nhưng mà nó có cái logo thép bằng thép đen ha. Đó. Xây 100 nha anh em, xây 150 chứ xin lỗi. Đây cái hàm của nó đây ha. Đó. Rồi mã số 6 em bán với giá là 100.000 ha. Tiếp theo mã số 7 là một cây mỏ lết găng ha anh em, bán giá là 150.000. Cây này hình như chưa sử dụng ha, của MCC, xây 200. Đó, hoạt động bình thường. Găng cỏ đâu chưa có dập ha anh em ha. Nè, còn đứng sững ha, chưa có dấu dặn luôn đó anh em. Do để lâu ngoài bãi ha, nó hơi bị bong chóc xíu ha, xây 200 nha anh em. Đó, hoạt động bình thường ha, lò xo còn nhúng bạc bạc nè. Rồi, mã số 7 em bán giá là 150.000 ha. Tiếp theo mã số 8. Đó, mã số 8 em bán giá là 90.000 nha. Đó, cây này thì của Victor nha anh em ha. Cây kìm mỏ nhọn ha, cắt tuốt dây luôn nè. Đó, da băng nè ha, cán rất là dày dặn, mỏ nhọn nè. Nó có thể kẹp ốc mở được luôn nè anh em ha. Đó, rồi phần găng có thể tuốt dây được luôn nha. Rất là ngọt ha. Bây giờ cây này nó có chiều dài là 16 quá. Chiều dài 16 rưỡi nè ha, chiều dài là 16 rưỡi. Rồi mã số 8 em bán giá là 90.000 nha anh em, 90.000 ha. Tiếp theo mã số 9 nè. Đó, mã số 9 là một cây kìm bấm ha, bán với giá là 260.000 nha anh em. Đó, hiểu rồi ha. Tochi gì nè. Đó, phần răng đây ha. Đó, nó hơi bị lúng xí ha, hàm dưới nha anh em ha. Đây, đó. Nhưng mà ngoại hình rất là đẹp, rất là ok ha nè. Cái chỗ này là nó chấm hàng nha anh em ha, rất là cứng cáp ha, chấm hàng nha. Đó, xây này chắc xây lớn nha anh em ha. Xây 10 inch quá. Đó, nè, nó dài là 22 nè anh em ha. Đó, còn hoạt động rất là ngon nha anh em. Em bấm thử tiếng ấy ha. Tiếng kêu rất là đã ha. Nè, chặt cứng quá. Rất là cứng nha anh em ha. Đó, rất là cứng. Rồi mã đó, ngoại hình nha anh em ha. Đó, 260.000 nha anh em ha. Đó, 260.000 nha anh em, là chuyển khoản em bao ship luôn. Đó, mã số 9, 260. Tiếp theo mã số 10 ha. Mã số 10 em bán với giá là 250.000 cho cái lưỡi búa nha anh em ha. Lưỡi búa này còn khá là đẹp nha. Đó, lưỡi là chưa có mẻ luôn ha, không mẻ gốc, không mẻ lưỡi, không tưa luôn nha anh em ha. Dày sử dụng mày là sử dụng thôi ha. Đó, còn khá bén nha. Không có cán nha anh em ha. Cái lưỡi nè anh em. Đó, cái lưỡi nó là dài là 13 ha. Nó cao là 13 rưỡi nha ha. Đó, cái bản là nè, nó 3 phân ha. Con này là nó 4 phân nha anh em. Đó, rồi, mã số 10 em bán với giá là 250.000 ha. Anh em là chuyển khoản em bao ship luôn. Tiếp theo mã số 11 là một cây mổ lết của Lotter ha, bán giá là 190.000. Đó, cây này thì của Lotter, xây 300 nha anh em. Đó, tôm hùm nè. Lưới zip nè ha. Sa băng nè, cây này thì là không có dấu dặn luôn đó anh em.
do để ngoài bãi mưa nắng cái nó bị oxy quá, nó chốc cái lớp cà gơm này ha, lớp mạ cà gơm nè, còn chứ hoạt động bình thường ha, không gơ lắc ha. C300 anh em ha. Đó. Rồi, mã số 11 em bán giá là 190.000. Tiếp theo mã số 12 là một cái kéo cắt tone nha anh em. Đó, em bán giá là 220.000 ha. 220.000. Đó, có chữ Nhật luôn nè ha. Đó. Lưỡi thì chưa có mẻ nè, còn rất là khít ha. Có bao da rồi luôn. Đây cắt giấy đứt ha. Còn bán ha, cắt giấy là đứt luôn đó. Thì cây này nó có chiều dài là 25,5 ha. Đó, ngoại hình của nó đây. Còn khá mới nha. Chỉ có cái này nó hơi bong chóc tí xíu cái vỏ thôi ha. Nhưng mà không sao anh em. Rồi, mã số 12 bán giá là 220.000 nha. Tiếp theo 13 là một cây kìm mẫu quả ha. Bán giá là 150.000. Đó, cây này của Sankey anh em. Sankey ha, hiệu Sankey nè, size 250 mm ha, bao nhựa còn rất là đẹp ha. Răng là chưa sử dụng nè. Đó, rất là mới. Nè, không có dấu chày chùa gì luôn ha. Đó, ngoại hình nè. Size 250 nha anh em. Rồi, mã số 13 bán giá là 150.000 nha. Tiếp theo 14 bán giá là 100.000, 110.000 chứ. 110.000 cho cái kéo cắt vải ha, nè, có chữ nè ha. Bên đây có chữ Nhật nè. Đó, anh em thấy ha, phần lưỡi đây. Đó, chưa có mẻ ha. Nè. Lưỡi còn rất là trắng nha. Tiếng kéo rất là ngọt. Em tay trái thì cho nên cắt nó, cái mũi nó hơi hở ra nghe anh em ha. Lúc nào tay trái thì hớt kéo là nó phải hở ra đó. Đó, còn bén ha, hớt kéo đứt luôn đó nha. Cây này nó có chiều dài là 24,5 nha anh em ha, 24,5. Đó, 14 em bán với giá là 110.000 ha. Thì trên clip thì em để một cây thôi anh em ha. Còn nếu như anh em nào cần thì cứ liên hệ em, ở ngoài clip em còn nha. 14 em bán giá là 110.000. Tiếp theo 15 là một cây kìm ha, kìm điện nha. Bán giá là 180.000 nha anh em. Đó, cây này thì của TTC nè. Đó, ngoại hình đây ha. Bao nhựa thì nó hơi bị chóc nhẹ chỗ này nha. Đó, xây bự ha mọi người ha, TTC logic nè. Phần răng đây bên trong ha, chưa dập nha. Đó, anh em xem nè, xây này xây lớn nha anh em ha, xây này 20-21 luôn á, xây này 21,5 luôn. Để em cắn thử cái phần răng cắn của nó nha. Cắn lần 3 giây luôn nha anh em ha. Mà cũng rất là ngọt nha. Đó. Rồi, mã số 10. Đây ngoại hình của nó ha, bên ngoài nè. Đó, mã số 15 em bán với giá là 180.000 nha mọi người. Tiếp theo mã số 16 em bán giá là 150.000. Đó. Cái này của Kai Ba nha, kìm nguội ha, xấu dít nè. Đó, hoa văn nè ha. Đó. Cái này là kìm nguội ha, bởi vì nó mới có hoa văn này nè anh em. Đó, phần răng thì chưa có dập luôn ha. Đó. Ngoại hình đây. Thì cây này nó có chiều dài là 21 nha anh em ha. Chiều dài là 21. Để em cắn thử đây. Ngọt nha. Nè, đó. Rồi, mã số 16 em bán giá là 150.000 ha. Cho cây kìm điện ha. Xe dài 21 nha anh em. Đó, mã 17 em bán giá là 200. Anh em là chuyển khoản em bao ship luôn. Là cây kéo bướm ha. Cây này không có chữ nha anh em ha. Nhưng mà được cái là cái lưỡi nó rất là đẹp nè. Đó, lưỡi rất là đẹp ha. Còn sáng thật, chưa có mẻ ha. Mà lại dài nè. Cái lưỡi nó dài là 7 phân nha anh em ha. Luôn cái cán nó là 20 nha. Đó, ngoại hình nè ha. Không chê tí nào ha. Nhưng mà nó không có chữ thôi. Rồi, mã số 17 em bán giá là 200.000. Anh em nào chuyển khoản em bao ship luôn. Tiếp theo mã số 16, 18 chứ. Là một cây mỏ lết của Mỹ nha anh em ha. Em bán giá là 540.000. Anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship luôn. Nè ha, đó.
gì nè, tiếng Anh ha. Đó, USA nè anh em ha, 14 inch ha. USA mà chấm chấm nè, đó. The Real Tone gì nè, đó. USA. Cái này thì sử dụng chắc hình như là họ không sử dụng luôn hay gì đó anh em ha. Đó, anh em là có thể mình mua về sưu tầm nha anh em ha. Rồi. Xây 14 inch. Đó. Rồi, hoạt động bình thường ha. Động bình thường nha mọi người ha. Nè, ngoại hình của nó đây. Đó, cán nhôm nha mọi người ha. Cán nhôm nha. Rồi, mã số 18 em bán giá là 540.000. Anh em nào chuyển khoản em bao ship ha. Rồi, tiếp theo 19 là một con Eto mini nha anh em. Bán giá là 370.000. Anh em nào chuyển khoản em bao ship luôn. Đó, 370.000 ha. Hàm rất là đẹp, chưa có chạy chùa gì luôn ha. Nè, anh em thấy nha, chưa có chạy nè. Đó. Còn chữ nè anh em ha, đó, còn tem mạc đầy đủ ha. Đặc biệt là nó có cái đe nè, đó, có cái đe ha. Nè, đó, còn đầy đủ ha, đế kẹp rồi luôn nha. Thì nó mở tối đa ra được là 4 phân rưỡi nha anh em. Mở cái hàm tối đa là 4 phân rưỡi ha. Còn cái ngàm nó bề ngang là 75 nè. Đó, 7,5 nè ha. Đó. Còn hoạt động bình thường, không gơ lắc nha mọi người. Nè, không gơ lắc nha. Đó. Còn tem hiệu nè. Đó, ngoại hình ha. Chưa có mẻ nha anh em ha. Còn thích ghe hả anh em? Còn khích tre nè ha, nó không gơ lắc nè. Ngoại hình đây. Rồi, mã số 19 em bán với giá là 370.000, anh em nào chuyển khoản em bao ship ha. Tiếp theo 20 là một con dao nha anh em, bán giá là 120.000 ha. Đó, dao này lưỡi rất là đẹp nha, chưa có mẻ ha, còn khá bén ha, mua về sử dụng luôn anh em ơi, khỏi chỉnh sửa gì ha. Nè, nó có chữ nè ha, nó chữ Nhật là dãy ở trên nè anh em. Dưới này là chữ tiếng Anh nè, dưới đây cái gì mà 2.000 nè ha. Cái lưỡi nó dài là 16 nha anh em ha, vô cái cán nó là 27,5. Cái bảng giữa con dao là 4,2 ha. Đó, rồi mã số 20 em bán giá là 120.000 nha. Tiếp theo mã số 21, con dao này rất là đẹp luôn, xuất sắc ha. Em bán giá là 130.000. Đó. Yutaka nè ha, thép không rỉ ha, lưỡi còn rất là đẹp và sáng ha anh em ha. Đó. Đây. Khâu ha. Rồi, cây này nó có cái lưỡi là 16,5 luôn, cái cán nó là 29 nha anh em ha, 29. Đó. Cái bảng dao nó đều hết luôn là 4,2, 4,1, 4,1 nha anh em ha. 4,1. Rồi, mã số 21 130.000 nha anh em. Đó, tiếp theo mã số 22. Em bán giá là 100.000 luôn ha, cán gỗ nha anh em ha. Nè, còn cái tem nè, chưa sử dụng cái gì nè. Samayumi ha. Đó, Samayumi LT33 nè, thép không rỉ nè. Đó. Chưa mẻ cán, chưa mẻ lưỡi luôn nha anh em. Khá bén ha. Cán gỗ luôn, chốt còn ngon lành ha. Cái bảng giữa con dao nó là 4/3 ha, 4/3. Cái lưỡi nó dài là 16,5. Cái dài lưỡi nó dài 16,5, cái cán luôn là 28,5 nha anh em ha, luôn 28,5. 22 em bán giá là 130.000 nha anh em. Tiếp theo 23 bán giá là 120.000 nha. Đó, một con dao ship ha, dao này có thể gọt cáp được nha anh em, rất là cứng cáp. Đó. Nó khác, cái cán nó khác người ta ha. Nè, người ta thường là nó ngay ha, nhưng mà nó bẻ quát lên luôn nè anh em ha. Đó, nó bẻ quát lên luôn nè. Đó, lưỡi rất là bén nha. Nè, có chữ ha. Nè, anh em thấy hai cái chữ nè. Đó. Ngoại hình nè, đó, cán gỗ ha. Cái lưỡi nó dài là 8 phân nha anh em. Cái lưỡi dài là 8 phân nè ha. Đó, cái bản lưỡi nó dài là 2 phân ha. Cái bản lưỡi nó bự là 2 phân. Đó, ship lại rất là gọn gàng cho mấy anh em thợ điện hoặc là mình
một cái cây ha. Rồi mã số 23 bán giá là 120.000 ha. Tiếp theo mã 24 là mã cuối cùng của clip ngày hôm nay. Đó, một cái búa ha, bán giá là 110.000. Đó, cái búa nè. Đầu búa nè anh em ha. Đó, đầu búa ha. Đầu búa này thì có sử dụng nha anh em ha. Sử dụng nhưng mà ít nha mọi người. Có sử dụng mà ít ha. Để em lấy nét ha, nè cán ha, còn rất là mới nè. Đó, lỗ này ha, đó. Búa đây. Đây em đo kích thước của nó ha. Nè cái lưỡi cái búa này nó dài là một tấc nè anh em ha. Đó, cái bảng của nó là hai cái đầu búa nó hai phân nha. Em bán giá là 110.000 nha anh em. Nè, anh em thấy ha, cái đầu búa nó có sử dụng nhưng mà ít ha. Cái cán búa luôn là nó dài là 30 nha mọi người. Đó, em bán giá là 110.000. Cũng là mã cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Rồi em xin quay sơ lược clip và xin kết thúc clip nha anh em ha. Đó thì anh em cứ coi đi ha, tham khảo. Rồi cứ muốn vừa bụng cái món nào đó thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em có ghi dưới phần tiêu đề ha. Rồi em xin kết thúc clip nha mọi người.